Và đây là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt mình có thể trang trí như vậy. Đấy, đấy. Đây đây. Rồi, tiếp tục nha. Và hoa. À, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đây là một ngọn núi rất là cao. Hôm nay mình và anh mình, tất cả mọi người sẽ chinh phục ngọn núi này. Đó. Rồi à. Đây là đâu đó? Mình không biết. Hít đi vô chứ hít. Khi mà mình nói mình có thể ăn cái gì mà nè.